Sau 2 tháng tạm nghỉ, mùa giải mới V-League sẽ chính thức khởi tranh trở lại vào ngày mai. Trận đấu đầu tiên sẽ là màn so tài giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trên sân vận động Lạch Tray. Hải Phòng luôn được biết đến là nơi có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Do đó, nhân dịp ngày khai mạc V-League được diễn ra trên sân vận động Lạch Tray, ban lãnh đạo đội bóng đất cảng sẽ tổ chức những sự kiện rất hoành tráng, thậm chí là chưa từng có trong lịch sử. Trong đó bao gồm buổi biểu diễn nghệ thuật ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái. Thời gian biểu diễn sẽ vào lúc 18:45 đến 19:00, tức là vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu. Trong tiết mục, những hình ảnh đặc trưng của Hải Phòng sẽ được quảng bá như bông hoa phượng, đảo Cát Bà và đặc biệt là dòng chữ Hải Phòng chào đón V-League 2023-2024. Với những tiết mục hứng khởi như vậy, chắc chắn sẽ góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại chảo lửa Lạch Tray. Sân vận động Hòa Xuân đã sẵn sàng cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024. Cùng với việc tạo ra một mặt sân được kẻ sọc theo cách không giống ai, thì phòng thay đồ của sân vận động này cũng đang được đội bóng sông Hàn Tân trang lại theo thiết kế mới, phù hợp với bóng đá hiện đại, với màu cam là chủ đạo. Tại mùa giải 2023-2024, ngoài là sân nhà của SHB Đà Nẵng, sân Hòa Xuân sẽ là sân nhà của câu lạc bộ Quảng Nam trong giai đoạn chờ sân vận động Tam Kỳ hoàn thành cải tạo theo yêu cầu của VPF.